Giờ đang lấy cào các bạn. Đang lấy cào trong bão luôn nha. Mưa dông tới các bạn ơi. Trời chỉ mưa đen mù trời thôi các bạn. Gió lên luôn rồi. Biết giá này có gì không nữa. Bão lên nữa các bạn ơi. Các bạn đang lấy cào các bạn. Để quay coi giá này có gì không nha, có gì đặc biệt không. Chiếc này đi có 5 người bạn, mặn hơi cực. Sóng gió lên luôn bạn. Mùi chướng cái cào vô cây vô chà chơm quá tay. Mình cào nó phơi lên trên chắc không có gì rồi bạn ơi. Chở bẹt này trời sóng gió này không có cá rồi. Mưa tới luôn các bạn ơi. Bão tới mà ghe đục còn đang ra khơi các bạn. Đó các bạn thấy không? Đang ra khơi đó. Rồi mưa tới luôn các bạn ơi. Để mình lấy đồ vô các bạn, để mưa ướt không còn đồ mặc nha. Rồi tới đục cào các bạn. Nổi nước mặt nước luôn chứ không có gì quá. Vô quá trà luôn rồi. Gió không? Dòng tới luôn. Nên đã đi mưa tới à? Bão này bão số 6 nha các bạn. Rồi mưa tới luôn. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Mưa tới luôn các bạn ơi. Các bạn thấy cảnh đi biển cực khổ không? Quá trời mưa luôn rồi. Mưa cũng phải làm nha các bạn. Mưa quá là lớn luôn nha các bạn. Rồi bão tới đất liền các bạn ơi. Không có gì hết trơn các bạn.
Và mình kết thúc video nha. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mưa tới các bạn ơi.